kêu nhịp thôi. Hỏi con mua đồ ăn gì mới ăn thử à? Đúng rồi đó anh. Này, giòn quá anh liền hả? Cái gì? Mua đồ heo gì nữa? Ờ, không biết có hay không? Hỏi thử coi anh. Tại vì nó đầu heo nước ăn luôn, rồi đó.